Rồi, hello chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay tiếp tục giới thiệu mấy anh em dòng máy cày Kubota LB1914 QT. Con này hàng liên danh nha mấy anh em. Con này là toàn bộ là xài của Kubota hết nha mấy anh em. Con này đi lớp 9520. Mâm còn mới sáng hết luôn nè. Bù lon còn 7 màu luôn. Vỏ trước thì xài 612. Này chạy xíu nữa nè. Do sử dụng chạy xíu không sao đâu. Chạy nhiều luôn. Mâm sẵn hơi. Này xét là do cái vỏ nó thấp á, nước nó lên. Khóa mới 313 giờ ta. Nè 313 giờ nè. Bíp luôn. Có bình luôn. Số cơ luôn trời. Cơ, số cơ. Đó xài bên vậy em. Bên cơ. Bên cơ số cơ luôn. Còn sới có 540 với ngàn nè. Đây. Sới 540 nè. 540 với ngàn cô chạy cầu cơ luôn. Quá tuyệt vời. Có sới không? Con này gì thiếu sới nữa nè. Mấy anh em là có lấy sới thì mình vô bộ sới Kubota, nó có vàng đẹp mít cá cáo luôn. Gỡ nắp mình chung Kubota này là Kubota 950. Kubota 950. Xài máy Kubota 3 máy nha mấy anh em. Này xài 950. Con này có trợ lực luôn nha anh em. Trợ lực ti bên này. Ti. Để không biết tưởng nó trợ lực bơm. Trợ lực ti. À, trợ lực ti. Ti là trợ lực 50. Xuất sắc. Rồi, hoạt động giùm anh luôn em ơi. Biết luôn đây, em sẽ là người test thử cho mọi người xem nha. Ừ. Này có ông chủ lớn lại test xe giùm luôn. Này, ai mua em bán luôn nha. Ừ. Bình yếu rồi. Trời ơi. Có cái bình không? Chị Tâm ơi. Ủa chị cũng bán rồi, lấy cái máy cái bình này con. Kêu gắn cái bình ngon vô, gắn cái bình vậy đi. Rồi mấy anh em đợi xíu nha. Rồi nó con này 19 ngựa nha mấy anh em. Đi được lên rồi. 19 ngựa. Rồi xài tua máy. Xài tua 2008. Tua nhanh mấy, tua nhanh luôn. Chưa kẹp cho mà, kẹp vô đi, con thích đi. Kẹp vào đi. Chưa rửa luôn nè. Nè, chưa rửa, chưa dọn nè, thấy không? Mới tinh. Sao? Anh. Sáng ở đây nè. Cái này á hình như á là nó là ngày xưa mà thằng Nhật nó, thằng Mỹ nó không có, nó cấm vận á, nó không cho thằng Nhật nó xuất xe qua Mỹ á. Nên là cái này á là theo như mà mình biết á là cái này á nó sẽ dán kioti để nó lấy cái mác này nó xuất qua bên Mỹ á. Cái hàng xuất khẩu này tiêu chuẩn châu Âu này chứ không phải là hàng nội địa trong nước Nhật. Đó là anh em mua mà xài đồ thì nó xài chung với Kubota 1902 á. Kubota B1902 là y chang luôn. khác gì hết. Động lực rất là nhẹ nè. Cơ cấu số của nó thì cái này nè, anh sang này đi. Nè, cơ cấu số của nó thì nó có tới 4 số, nhanh chậm. Chậm là có 4 số, nhanh là tới số 8 là đồng tốc 8 tiếng 8 lùi. Đó, hộp số trên vô lăng nè, 8 tiếng 8 lùi. Chạy cực kỳ luôn. Bỏ ra ngoài đi cũng được, từ từ gắn vô. 8 tiếng 8 lùi nè, còn 2 3 4, còn tiếng lùi thì nó nằm trên cái vô lăng đây. Ok, này, như là qua nó giống thịt ha. Đúng rồi, y chang luôn á. Như đẩy về sao em? Máy móc vuông, khí thải nè, còn rất ok luôn ha. Này nó năng rồi. Bị bó hả? Bó rồi, bó thắng chứ. Năng vừa nó bị cong lên. À, bị cong đó. Chạy hơi nặng phải không? Này nó mắc chứ nó cong cái này. Khung gầm nè. Khung gầm dưới này là chưa rửa luôn, rất là đẹp nha quý chị, 7 màu luôn nè, rất đẹp. Thôi để em chạy. Rồi, ok. Có không? Có. Thôi vậy được rồi em ơi. Rồi, vậy thôi. Chào mấy anh em nha. Mấy anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha. Con này báo giá luôn đi em ơi. Dạ. Báo giá luôn. Giá con này thì khoảng chưa tới 100 mấy chục thì anh em có thể liên hệ để biết giá cụ thể và cái phụ kiện đi kèm của nó là cái gì, ví dụ như lấy sới hay là có sới có đưa về đâu hay không. Rồi đó. Okay. Và anh em có gì thắc mắc thì có thể liên hệ với số điện thoại bên dưới. Rồi ok, thế cô chào mấy anh em nha.